Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của Michael. Thì hôm nay này có một căn nhà nó mới lên thị trường luôn anh chị ơi. Mà căn nhà này á, nó đã remodel toàn bộ cái nhà nó rồi. Thay sàn mới, thay roof mới, thay cả countertop kitchen mới hết luôn. Xíu nữa vào video em sẽ cho mình xem nhé. Cái căn nhà này nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào hoặc những cô chú nào nha, thích gần khu người Việt của mình. Tại vì từ đây này mà chạy ra khu vực Bel Air chỉ có 15 phút lái xe thôi. Trời ơi, rất là tiện đúng không anh chị, đi ra chợ Hồng Kông 4 hay là mình đi ra những cái chỗ mà người Việt mình làm việc này, rồi mình ăn uống ở đây cũng rất là tiện luôn. Hoặc là cho những anh chị nào mình mới ra trường, cái mới đi làm, cái thu nhập của mình nó chưa có nhiều, thì mình thay vì thuê apartment thì mình mua căn nhà này, sau đó 5 năm, 7 năm sau cái thu nhập của mình nó tốt hơn, mình có thể bán đi và mình mua cái căn mới. Hoặc là cho những cô chú nào ở những cái bang khác, mình muốn về hưu một cái khu vực gần người Việt của mình mà thuế rất là thấp luôn. Thế ở đây chỉ có 2.1 thôi, có nghĩa là cái nhà này một năm anh chị đóng chỉ có 4.000 mấy tiền thuế thôi, rất là thấp luôn. Ok, vậy thì vào video với em liền nha, để em review cho anh chị xem cái nhà hôm nay nó đẹp như thế nào nha. Đây, cái nhà hôm nay mà em quay cho anh chị xem này. Đằng trước á, một cái nhà cũ mà cái thời xưa mà xây, mà cái chóp của nó rất là đẹp đúng không? Ví dụ như so với cái căn bên cạnh này đi, thì mình thấy là cái của nó không có đẹp bằng mình này. Cái bên mình nó có cái chóp đẹp không anh chị? Và nó có nhiều gạch nữa. Cái nhà này em sẽ không nói cái square feet là bao nhiêu để cho anh chị đoán thử nha. Xin nữa vào thử coi hết cái khu vực nhà xem đoán thử nó bao nhiêu square feet. Và nhà này giống như em, nó đã có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nó có giá là 240.000. Từ đi đây đi ra Bel Air chỉ có 15 phút lái xe thôi, rất là tiện luôn. Thuế ở đây đóng chỉ có 2.1 thôi anh chị nhé. Đó là mình chưa xin giảm. Nếu mình xin giảm thêm 20% được nữa thì mình có thể giảm xuống còn có 100 mấy thôi. Đó, em quay xung quanh cho anh chị xem này. Đây là cái khu vực xung quanh của họ đang ở đây. Trong cái khu này rất là sáng sủa và em thấy rất là đẹp. Nó không có bị kiểu tối tăm như mấy cái khu khác ấy anh chị. Còn cái là cái nhà này á, nó không có cái cây đằng trước thôi. Nhưng mà nếu mà mua về chắc em nghĩ mình trồng thêm cái cây nữa cho nó thoáng cái nhà, à cho nó mát mẻ. Đây, bây giờ mình đi vô nhá. Cái roof này anh chị thấy chưa, nó là roof mới này. Đó, roof mới nhá. Chứ còn nếu mà roof cũ thì anh chị nhìn nó sẽ giống như bên này này. Thấy nó cũ chưa? Em quay qua bên này cho anh chị xem cái roof mới này. Đó, còn rất là mới luôn, mới thay thôi. Đó, và đằng trước của nó, cái khu vực này họ chăm cũng rất là đẹp luôn. Họ bán nhà đi, họ đã sửa sang làm mọi thứ. Có cả cái hệ thống mang số cho mình này này. Đấy, thì bây giờ mình đi vào bên trong nhé. Ồ, cái khu vực đẹp quá. Ngay cả cái cửa chính của họ cũng đẹp nữa này. Anh chị thấy không? Quá là đẹp luôn. Một cái căn nhà mà 240.000 thôi á, mà thực sự là rất là đẹp. Đây, khi mà mình đi vào bên trong nhé, trước tiên là mình sẽ thấy này, đây là cái cửa chính. Nếu mà mình nhìn thẳng nó sẽ ra cái bức tường này chứ không phải là ra cái cửa sau này nha. Cửa này là nó nằm bên tay phải, nên là nếu anh chị nào mà mình nghĩ về phong thủy thì nó là nhìn thẳng. Em đang đứng thẳng này là nhìn ra cái bức tường đó. Trước tiên mình đi qua bên tay phải này trước nhé. Nhà này nó đã này, cái sàn này anh chị thấy chưa, người ta đã làm hết lại cái sàn cho mình luôn. Mới được có, tính ra là họ nói là được mới được có 2 năm thôi, tức là năm 2020 đó, được có 2 năm mấy. Còn rất là mới. Mình mua căn nhà này về mình đâu cần phải làm gì nữa đâu. À, bây giờ mình đi vô, trước tiên là cái phòng đầu tiên này. Đó, nhà thời xưa họ xây mà anh chị thấy cái cửa của họ ông rất là sáng luôn, tới tận hai cái cửa sổ luôn nhé. Đấy, đây là có cái khu vực, ô cái quảng này họ cũng thay mới đây này, đẹp quá. Anh chị thấy chưa? Quay gần anh chị xem đó. Một cái trần á, là nhiều anh chị nói là ủa sao cái trần nhìn nó lạ vậy, thì đây là cái phong cách người ta sơn thiết kế hồi xưa nên nhìn nó như vậy chứ không phải là nó bị cái gì đâu nha. Đó, rất là sáng luôn ha, cái phòng thì rất là xinh. Cái này phù hợp lắm anh chị, cho những cô chú anh chị nào mình mới lấy nhau mà mới cưới á, mình ở cái phòng master bed rồi mấy phòng này mình để làm phòng làm việc cũng được. Đây có một cái này, cái cửa này là cái cửa thời xưa này. Cái cửa thời xưa đó. À, còn đây là cái khu vực để quần áo mà có tới 2 tầng luôn. Đó, thì cái phòng này họ đã sơn hết rồi, mình về mình không cần phải làm thêm một cái gì nữa. Ngay cả cái cửa của họ cũng sơn lại đây này, này. Anh chị thấy chưa? Rồi bên tay phải này sẽ có một cái restroom. Restroom này anh chị thấy họ cũng thay rồi này. Anh chị thấy cái countertop của nó rất là đẹp luôn. Rồi ngay cả cái này họ cũng thay mới rồi này. Đẹp không? Đó. Đây dưới đây là có cái chỗ cabinet này, thay luôn là có cái tay cầm cho mình này.
Anh chị thấy không, làm mới hết luôn rồi. Ngay cả cái toilet này cũng mới luôn nhé. Cái toilet này cũng mới luôn. Em nãy em có coi thì em thấy nó còn mới lắm. Ở đây là khu vực bồn tắm đứng với bồn tắm nằm này. Ở đây là gạch. Dạ, đó anh chị thấy chưa, ngay cả cái bồn tắm của họ thôi mà họ clean up nó sạch sẽ không? Quá là đẹp luôn. Wow, đây này, trời ơi, đằng sau mà họ gắn thêm cái này nữa, xinh quá ha anh chị ha, nhìn này. Đấy, thường cái tường ở gốc nó sẽ là cái này này. Nhưng mà đây á, là họ gắn thêm cái upgrade thêm cái này, nhìn đẹp quá này. Mình có thể treo đầu ở đây cũng được. Rồi, bên tay phải này là có một cái phòng thứ hai. Đấy, trời ơi, em thích cái nhà này lắm anh chị, bởi vì cái cửa sổ nó bự lắm. Anh chị thấy không, cái cửa thời xưa mà nó bự, quá trời bự luôn. Thường cái cửa bây giờ chắc nó được có bằng này thôi. Của đây tính qua này, đây là một cái cửa nó bự luôn. Đấy, trong nhà, trong phòng, tất cả mọi thứ đã thay bằng luxury vinyl plank, tức là loại hàng tốt đó anh chị. Đó, quạt đây cũng là quạt mới này. Nói chung cái nhà này mua về là mình chỉ ở thôi, chứ không cần phải làm gì thêm nữa, quá là đẹp. À, đây cái này thay vì nó có cái tủ quần áo á, thì nó làm, nó lắp thành cái tủ này nè anh chị. Khá là đẹp, còn mới lắm anh chị, này này. Mở lên thấy anh chị thấy không? Mới toàn này, sáng lắm. Wow, 240.000 thôi anh chị. Quá là đẹp. Thường mà remodel một căn nhà anh chị mà thời xưa á, thì anh chị phải bỏ từ 5-60.000. Nên là nếu mà anh chị mua một căn nhà cỡ 200.000 thôi mà anh remodel là 260-270 rồi. Đây là bây giờ tiếp theo nhé. Em đi vào bên tay phải này là có hai cái phòng rồi, thì bây giờ bên tay trái này mình đi vào trước sẽ có cái gara. Gara này họ cũng đổ bê tông mới đẹp quá này. À, ngay cả cái máy, cái water heater này cũng mới luôn này anh chị thấy không? Còn mới toanh à. Đó, thì họ vẫn đang dọn hết đồ ra đó, nên là nếu mình mua thì họ sẽ chuyển đi thôi. Đấy, có một cái mình bước vô đây là cái khu vực nhà bếp rất là xinh này. Chỗ này mình để được cái tủ lạnh ở đây. Đó, thì cái hồi xưa họ xây cái khu bếp nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi đấy. Này, anh chị thấy không, cái countertop của nó đã upgrade thành đá quartz này, nó remodel lại, anh chị thấy đẹp chưa? Đó, này, anh chị thấy cái bóng bóng này không? Đó, kim tuyến này này, đẹp quá ha. Đây, ngay cả cái này cũng là máy mới luôn á. Có trong cái đó họ ghi cái này là máy mới luôn nha anh chị. Những cái này là tay cầm này, cabinet này là mới hết này. Họ upgrade hết này. Đây, ngay cả cái sink này cũng vậy. Đó, và cái hai cái này nó sẽ đối nhau. Nó sẽ gọi là nó chéo nhau chứ nhỉ. Nó sẽ không có đối nhau mà nó chéo nhau. Đây là khu vực cái microwave này. Còn mới lắm anh chị. Đây là khu vực phòng khách này. Đấy, anh chị thấy cái phòng khách trần nó cao không? Nhà xưa nhá, mà trần này phải 10 feet đó anh chị. Trần này, đây là cái chỗ này này, anh chị thấy chưa? Cái trần này mình đi vô thì nó thấp này, nó khoảng 8 feet. Nhưng mà lên cái này, nó có một cái khúc ngay, nó làm cho cái phòng bên trong mình rất là thoáng luôn. Và nhiều cửa sổ, anh chị nhìn này. Trời ơi, cửa 1, 2, 3, 4 cái cửa sổ quá trời là mát mẻ luôn. À, sáng luôn đây, thêm cái cửa đằng sau là hai cửa nữa này. Ồ, cái nhà này quá là tuyệt vời luôn ha. Đấy, anh chị thấy chưa? Mua cái nhà này về mình có thể lắp cái sofa mà để ngay đây này. Xong mình để cái tivi lên đây. Mình coi rồi nguyên cái khu vực đằng sau đấy, mình có thể để cái khu vực này làm bàn ăn này. Tại nó có cái đèn chùm ở đây này. Mình để cái bàn ăn ở đây nữa là quá hợp lý luôn. Đó, em đứng xa để em quay nguyên cái khu vực phòng khách này cho anh chị xem cái độ rộng của nó này. Đó, thấy chưa? Rất là rộng luôn. Mà cái khu vực bếp cũng rất là xinh. Mình có thể để ghế ở đây, mình ngồi ăn ở đây cũng được. Hoặc là mình ra đây mình ăn cũng được luôn. Em bước vào cái nhà này bất ngờ lắm. Tại vì không nghĩ nó xây lâu rồi. Tại vì mọi thứ, cái cách xây dựng của họ nó còn đẹp quá. Đây này, ngay cả cái này cũng upgrade rồi này, anh chị thấy chưa? Chứ thường cái tường nó chỉ cái tường này thôi. Nó upgrade cái này thêm rồi. Đây là phòng master bed này. Đấy, anh chị nhìn master bed không? Một cái bự này, 2, 3, 4 cái cửa sổ. Sáng không? Cái đèn này nó tối om mà anh chị. Mà do bên ngoài trời nó sáng á.
Ngay cả trong đây sàn họ cũng thay bằng bằng vinyl plank này này. Đó, và anh chị thấy cái trần nó cao không? Đây này, anh chị cứ nhìn cái cửa cho em. Từ cái cửa này mà lên cái trần nó một khúc luôn. Còn đây này, ngay bên ngoài này nhá, mình nhìn đi, cái trần này có một khúc à? Đây, từ cái cửa lên cái trần này anh chị thấy không? Có một khúc thôi. Còn đây này, mình vào cái cửa này đi, mà từ cái cửa này mà lên tới cái trần này là một khúc này. Nó cao hơn nhiều này, thấy không? Đó, cái trần này phải 10 feet đó anh chị. Cái cửa phòng tắm này nó upgrade rồi này anh chị, đẹp chưa? Wow. Đó là cửa kéo anh chị ơi. Khá là hay, đẹp mới lắm anh chị, đây này. Mới tuần này. Đây mình vô phòng tắm này. Nó có cái chỗ để cho mình để đồ tắm này. Wow, đấy cái chỗ bồn tắm đứng này anh chị thấy đẹp chưa này? Cái gạch nó đẹp ha, gạch bóng đó anh chị. Trời ơi, quá đẹp luôn. Rồi bên này là sẽ có cái chỗ khu vực sinh này, có double sinh luôn nhá, chứ không phải là một cái sinh đâu. Rồi đây là đá. Đây có một cái khu vực kính này thì nó hơi bé bé xinh xinh. Đó, bên này sẽ có một cái tủ quần áo ở đây, em nghĩ cái này là cái toilet rồi. Dạ đúng chính xác, cái này là cái toilet. Đấy, đây này anh chị thấy không, cái toilet nó mới đến mức độ nó còn chưa tháo cái vỏ ra nữa này. Trên này cái toilet thì lại có tới hai cái tủ để mình để đồ đây này. Thấy không? Cái nhà mà chất lượng anh chị ha, 240 mà quá chất lượng luôn. Đó, đây là cái khu vực một cái tủ quần áo ở đây. Cái thời xưa họ hay lắm anh chị, họ kéo giật này, đó. Lại bật lên này ha. Chứ không phải là bây giờ nó có cái công tắc. Đây rồi, đây là có một cái tủ quần áo nữa này. Đấy, em quay rất là chi tiết để anh chị biết được là khi mình mua cái nhà nó sẽ rất là đẹp như thế này đây. Rồi ok, bây giờ em dẫn mình ra cái khu vực ở đằng sau nhé. Đằng sau đất rộng lắm. Đây khu vực phòng khách này. Đấy, em thích cái, anh chị thấy cái cửa mà đằng sau mà hai cửa đẹp không? Nếu cái này mà ra đằng trước hai cửa nó còn đẹp nữa. Đây nguyên cái đằng sau này. Wow. Anh chị thấy một cái nhà này nó có cái điểm là gì nữa không? Anh chị mà xây nhà cũ ấy, mà mua nhà cũ ấy nha, mà cỡ khoảng 20-30 năm á, anh chị mua cái nhà mà nó có cái cây mà nó xây gần cái nhà ấy, thì mình sợ cái foundation nó sẽ có vấn đề tại vì cái rễ của nó đi vào. Nhưng cái nhà này nó không bị luôn. Tức là anh chị nhìn đằng sau này, từ cái cây này nhá, từ cái cây này mà đi ra cái chỗ này còn rất là xa. Đó, và anh chị thấy không, nhà xưa mà gạch nhiều lắm này. Thấy không? Máng xối có sẵn này, gạch này. Nó chỉ có cái chỗ này nó có ít gỗ, còn kia là cũng là gạch này. Nó thấy cái đất này khá là rộng anh chị nha. Và cỏ nó cũng chăm đẹp nữa này, còn mới lắm. Cỏ này sao mà nó còn đẹp vậy ta? Mình tính là ông này là chủ nhà này cũng chăm dữ lắm này anh chị. Đây là cái fence cũng mới này. Fence này là fence mới này. Nó chỉ có cái fence đằng sau này thì nó cũ thôi. Chứ còn cái fence ở bên hai bên là đều mới hết á. Đó anh chị thấy không, một cái căn nhà mà nó đã thay hết cho mình luôn rồi, quá đẹp đúng không? Một căn nhà 240.000 thôi mà quá là chất lượng đi, từ cái sàn nó thay cho mình rồi này, từ cái nhà tắm này vẫn còn đẹp này, rồi từ cái roof cũng đã còn rất là mới. Nên là cô chú anh chị nào mà ưng cái căn nhà này thì liên hệ sớm với Michael nhé. Tại vì thực sự luôn, để kiếm một căn nhà, anh chị biết tại sao mà Michael ít quay cái khu vực nào? Cái khu vực em đang đứng hôm nay là 77083 nha anh chị. Tức là cái zip code này rất là gần Bel Air luôn, chỉ có 15 phút lái xe đi ra Bel Air thôi. Mà rất là ít quay là bởi vì thực sự rất là hiếm kiếm ra một cái căn nhà mà đã remodel hết như thế này rồi. Tại vì hầu như những căn nhà mà em coi nó lên nó đều là đã rút ra quá rất là cũ rồi này. Xong rồi là cái sàn nó xấu này, rồi cái tường nó xấu, rồi những cái khác nó xấu nữa, nó quá cũ so với thời đại. Đó, còn căn này nó đã làm hết lại rồi. Rất là đẹp luôn. Vậy nên là anh chị liên hệ sớm với em nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nhớ là đăng ký kênh của em để không bỏ lỡ những cái video mới nhất. Hẹn anh chị ở những video lần sau.